Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội viên Phụ nữ tỉnh Kon Tum trở thành lực lượng nòng cốt trong triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Những mô hình, việc làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ vừa mang lại hiệu quả thiết thực, vừa tạo khí thế thi đua sôi nổi. Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, phụ nữ thường được giao thực hiện tiêu chí về môi trường. Các cấp hội phụ nữ đã cụ thể hóa nhiệm vụ này qua triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch, mô hình đường làng tôi xanh sạch đẹp, phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông. Tại thôn Con Dông, xã Ngọc Réo, huyện Đắc Hà, mô hình đường làng tôi xanh sạch đẹp được duy trì nhiều năm nay. Cảnh quan trong thôn, nhất là khuôn viên nhà rông, lúc nào cũng sạch sẽ, xanh mướt, bởi phụ nữ trong thôn thường xuyên quét dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh. Bản thân tôi là hội viên người phụ nữ nên là phải đi đầu trong các mọi hoạt động của hội tổ chức, nhất là hoạt động về bảo vệ môi trường. Việc bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà là nhiệm vụ chung của tất cả bà con trong làng, trong thôn. Thứ nhất là mình có cái cảnh quan nó đẹp, nó xanh, nó sạch đẹp. Cái thứ hai nữa nó mát mẻ. Cái thứ ba rồi lợi ích là mình được bảo vệ được sức khỏe của mình nó tốt hơn ạ. Thu nhập là một tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Để hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng cường tuyên truyền hội viên, phụ nữ thay đổi nếp nghĩ cách làm, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ các mô hình sinh kế, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Riêng năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp giúp được trên 500 hộ nghèo có địa chỉ. Đến nay, thành lập được 170 mô hình phát triển kinh tế. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giải ngân hơn 1.500 tỷ đồng cho trên 26.320 hộ vay. Năm 2023, chị Y Thiêm ở thôn Đắc Nớ, xã Đắc Nhon, huyện Đắc Lây, được Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ 5 triệu đồng để thực hiện mô hình nuôi heo. Chị đầu tư mua 3 con heo và làm chuồng nuôi kiên cố. Đến nay, heo đã xuất chuồng một lứa. Chị tiếp tục đầu tư phát triển mô hình. Chị cho biết, để mô hình thành công, phải cẩn thận về thức ăn, phòng bệnh kịp thời cho đàn heo. Năm 2023 thì được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mô hình nuôi heo giống. Và lứa đầu thì em mua được 3 con, tổng số tiền là 4 triệu. Và em bán ra được trong 5 tháng là được 10 triệu. Và trong 2024 đây là em tiếp tục mua lứa đợt 2 được 4 con. Tổng số tiền mua giống là 5 triệu 6 và bây giờ đang cố gắng để phát triển thêm. Hội Liên hiệp Phụ nữ còn tuyên truyền hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác và ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, tỉnh có 5 hợp tác xã và 32 tổ liên kết do phụ nữ thành lập và tham gia quản lý. Chị em mạnh dạn quảng bá để nâng cao doanh thu sản phẩm của hợp tác xã, tổ liên kết. Đến chỗ khởi nghiệp hôm nay thì là gồm có cam quýt, cam sành, cam vinh quýt và sầu riêng, cũng như sâm bô chê, nói chung tất cả các loại trái cây các thành viên tổ hợp tác đã thành lập, mong muốn là sản phẩm đi xa hơn nữa và cũng là đến tay người tiêu dùng đảm bảo sạch và an toàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp còn tích cực tham gia chương trình chuyển đổi số. Nổi bật, 102 cơ sở hội, 761 chi hội đã lập các nhóm Zalo, Messenger và triển khai phần mềm quản lý cán bộ hội viên. Hội viên phụ nữ còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và kinh doanh. Qua các cái hoạt động mà triển khai trên nhóm Facebook hoặc Zalo thì nó có sự lan tỏa rất mạnh, mà để cho đến đối với hội viên phụ nữ là nắm bắt thông tin rất nhanh trên cái mạng. Trong thời điểm là ví dụ như trong chốc nát là họ đã biết hết được những cái hoạt động của hội mình. Bằng những việc làm thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống cho người dân. Giải pháp mà để thực hiện có hiệu quả trong cái thời gian đấy thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tiếp tục tuyên truyền gắn với cái triển khai thực hiện dự án 8
của chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền nhiều hơn nữa trong cái việc triển khai thực hiện các mô hình như đường làng nhà tôi xanh sạch đẹp, có mô hình đường hoa, thực hiện có hiệu quả trong vấn đề về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, thì cần phải có những cái mô hình về tổ hợp tác, tổ liên kết và hợp tác xã. Phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, tin tưởng rằng phụ nữ tỉnh Kon Tum sẽ có những đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến.